Các bạn đã trở lại sân vận động nhà anh Hoàng Văn Ba. Sân vận động hiện nay đấy là đã chất đầy một sân cà phê. Nhưng chỉ vì Tân Anh thần yêu bóng đá mà các bạn nhỏ của chúng ta là đang đá bóng, các cầu thủ nhí là đang đá bóng trên sân cà phê. Hiện nay cà phê đã, các cầu thủ lội là đã ngập mắt cá. Đây nè, trên quý vị các bạn xem, đây là những hạt cà phê và đây là sân cà phê nha. Trở lại sân vận động nhà anh Hoàng Văn Ba thì gồm có 4 cầu thủ nhí. Đó, đây anh Hoàng Văn Bắc, tinh thần yêu bóng đá. Đấy, vào, vậy là đã vào rồi. Tinh thần yêu bóng đá, cho nên là cho dù mặt sân toàn là cà phê mà rất là bẩn, đấy mà các cầu thủ vẫn cứ hăng say đá vào những lúc buổi chiều đấy. Cầu thủ đấy, xin chào các bạn, đây là trở lại sân vận động nhà anh Hoàng Văn Ba nhé. Chúng tôi xem, chúng ta xem trận bóng đá giữa hai đội nhí trong xóm đã phân ra. Vào! Xít nữa vào rồi. Những cú sút rất nhiệt tình nhưng mà chỉ vì mặt sân nó không tốt, toàn cà phê cho nên các anh đã đá hịt. Đấy, những cầu thủ bắt đầu bóng. Hoàng Văn Đắc vào! Không vào. Cầu thủ ui, rồi bóng đã chuyền ra cho số sáu sút vào, không vào, bóng đã đi chật cột dọc. Vào. Rồi, đội bạn lại thua thêm một quả nữa rồi. Một cuộc chiến không cân sức tí nào cả. Đây là những cầu thủ rất yêu bóng đá. Đấy, sân cà phê như thế này nhưng mà các bạn trẻ là các bạn nhỏ của chúng ta. Ôi, cú lừa rất hay. Anh đi quả lăn léo vào. Nhưng mà rất tiếc, quả bóng đã đi trượt cột dọc. Nhưng mà phân chia như thế này đội bên kia là vào rồi, lại vào thêm quả nữa rồi. Bên này là hai cầu thủ to mà lại bắt nạt hai cầu thủ nhí, cho nên hai cầu thủ nhí này thua là phải rồi. Nhưng mà sự nhiệt tình hăng say về bóng đá, tinh thần thể thao rất là cao. Rồi một mình anh dẫn một bóng rồi qua người. Rất tiếc là anh đã để mất bóng rồi. Vào. Thủ môn Hoàng Văn Bảo bắt rất hay. Tuy người với vóc dáng của anh rất nhỏ nhưng anh bắt rất hay. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Để trở lại hiệp 2 của giữa hai đội nhí này thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp trận đấu. Và tạm nghỉ 15 phút.